Chào mừng mọi người quay lại với kênh của mình là Nhị Quang. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người render game dưới dạng pixel art. Nhưng mà trước đó mình sẽ viết mã để xử lý cái việc hiển thị cây cho cái tree asset này. Các bạn bấm vào phần attach strip tạo mới cho mình một mã. Mình sẽ tạo mới thư mục trong phần strip đặt tên là resource. Sau đó mình sẽ lưu mã này là tree space. Tạo. Đầu tiên mình sẽ khai báo spot enum. Kế tiếp mình sẽ gõ va tên mô hình. Sau khi khai báo xong, bên đây các bạn sẽ thấy mình sẽ có một cái thanh sổ xuống để mình chọn. Thì mình muốn hiển thị cây nào thì mình sẽ chọn số 1, 2, 3. Sau đó mình sẽ sử dụng hàm ready để hiển thị cái cây mà mình chọn. Ở đây mình sẽ gõ tail.getChill. Thì thằng getChill này nó sẽ lấy cái thứ tự của các nút con trong đây. Thì thứ tự mình ở đây là 012, thì thằng enum ở trong đây giá trị ẩn của nó cũng là 012. Mình sẽ gõ model.show. Show là để hiển thị nó lên. Sau đó mình lưu lại. Cái đó mình sẽ qua cái root. Ở đây mình có thêm một số cái tree asset. Bây giờ mình sẽ chọn bấm vô về chọn cây. Thì ở đây mình sẽ chọn cây số 1. Ở đây cây số 2. Đây cây 3. Dưới đây cây 1. Đây cây 2. Cuối cùng là cây 3. Sau đó mình chạy game. Thì như vậy nó sẽ load các mô hình để mình hiển thị như cái số mà mình chọn đó. Tạm thời mình sẽ làm như vậy. Kế tiếp mình sẽ viết một cái shader để cho cái game mình render dưới dạng pixel art. Thì cái mã đó mình lấy ở trên mạng nhưng mà lâu lắm rồi, giờ mình cũng quên mất nguồn. Nếu mà bạn nào nhớ nguồn á thì báo cho mình biết. Mình sẽ tạo một cái Mesh Instance làm con của camera. Trong Mesh Instance đó mình sẽ tạo một cái gọi là Watch Mesh, New Watch Mesh. Các bạn bấm vào chỗ kích thước, các bạn để cho mình là 2. Sau đó phần material các bạn bấm vô bên dưới, chọn new shader material. Chỗ shader này các bạn tạo mới cho mình một new shader. Chỗ type á, chỗ loại các bạn chọn cái shader bình thường thôi. Sau đó mình sẽ lưu nó vào trong cái thư mục shader. Đặt tên nó là pixel art. Các bạn bấm tạo. Sau đó các bạn copy cái mã mà mình để dưới phần mô tả vào. Bấm vào đây, nó sẽ hiện cái cửa sổ để mình viết mã. Các bạn dán toàn bộ cái co các bạn copy được vào. Sau đó các bạn xuống cái phần face, flip face, các bạn tích vào. Tiếp đó các bạn xuống phần geometry, itaki margin, kéo full cây.
Bây giờ các bạn để ý nhân vật mình đã có cái outline và nó cũng có một tí pixel rồi đấy. Bây giờ mình sẽ tắt hiển thị đi. Thì lúc đầu nó sẽ như thế này, nhưng mà mình bật cái này lên thì cái phần có shader này nó là có tác dụng. Mình sẽ đổi tên cái thằng master này thành pixel shader. Rồi bây giờ mình sẽ chạy game. Giờ các bạn nhìn cái phần pixel shader nó sẽ tự thêm outline vào cho mấy cái cây cho mình luôn, cũng dạng shader nhưng mà cái kiểu pixel của nó là kiểu pixel nhẹ thôi chứ nó không có nặng lắm. Thì hiện tại game mình chỉ cần nhiêu đó thôi, mình không cần nhiều. Thì nó khác bọt hẳn. Mình sẽ thêm một vài nhân vật. Như vậy là đã xong nội dung của video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào các video lần sau. Bye!